Rồi sao em lợi hại vậy hả? Lần nào cũng tới sớm hơn anh á. Có phải em nên hỏi anh không? Tại sao lần nào anh cũng tới trễ vậy? Bởi vì chúng ta là bạn, càng thân thì càng trễ hả? Lần sau anh tới sớm hơn em mới thấy sợ hả? Phải. Nè, cạn ly. Cạn. Nè, lát nữa em muốn ăn gì? Anh và em đi ăn bít tết ha. Hôm nay em ăn chay. Ăn chay cũng được, coi như làm sạch bao tử. Nhưng anh chay miệng không chay tâm, dạo này suốt ngày ăn cầu kỳ. Chuyện của tạp chí Lá Cải em cũng tin à. Hân à, em không giống là người có trí tuệ kém vậy nha. Thật ra má em kêu em hỏi anh. Hôm nay em vừa xuống máy bay, má đã kêu tài xế mua hết những tạp chí của Đăng Anh trên trang bìa cho em coi hết. Cậu Vũ à, làm phiền anh hôm nay nhất định phải cho em câu trả lời đó nha, để em có thể về nhà trình bày lại, được không? Có cách. Nè, lát nữa anh đưa hình cho em, gửi cho má em. Sau khi má em coi xong sẽ không cằn nhằn em một thời gian. Cảm ơn anh nhiều. Anh cũng biết má em rắc rối cỡ nào rồi. Chuyện nhỏ thôi, mình quen thân mà, huynh đệ mà. Quan trọng nhất là giúp được em. Được.